Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại bánh mà hồi nhỏ mình rất thích ăn. Đó là bánh bò dừa nướng. Thì cái bánh bò dừa nướng này thì có cái nhân là dừa bào sợi. Thì ăn cái vỏ bánh ở ngoài thì nó cũng lạt lạt, không có ngọt. Mà ở trong cái nhân thì nó ngọt và có hương vị béo béo của dừa ăn kèm rất là ngon. Đó, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm cái bánh này như thế nào nha. Thì lúc trước ở trên kênh của mình thì cũng có một chị yêu cầu là mình quay lại cái loại bánh này. Nhưng mà mình chưa có thời gian. Thì bây giờ mình có dịp đi ngang qua cái xe bánh này rồi mình quay lại sẵn cho mọi người xem luôn. Thì những cái yêu cầu mà của các bạn trên kênh của mình thì mình sẽ ghi chú lại. Rồi khi nào có dịp thì mình sẽ quay lại cho các bạn. Đây là cái xe bánh của anh này thì anh đứng ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 5 nha các bạn, tầm 10 giờ sáng. Nếu mà các bạn nào mà muốn ăn thử thưởng thức thì các bạn có thể ra ngoài đường Nguyễn Tri Phương tầm 10 giờ. Thì các bạn sẽ thấy cái xe bánh của anh. Bánh này lâu lắm rồi, mày thấy. Bánh này em gia nhân em là ba đời đó. Mấy ông ngoại em đột xuống bán bánh không em. Bánh này ngon rồi đó, thích ăn bánh này lắm. Bỏ dừa tươi rồi ấy vô bánh bò dừa. Làm thấy cũng nghệ thật quá. Quyền làm cũng mấy em bán bánh này 10 năm rồi mà. Em nấu đây không à? Đâu nấu đây. Từ 10 giờ đến nấu đây bán tới khoảng tới 1 giờ rồi em đi giờ điểm khác nữa. Bánh bò dừa. Một phần vậy là 20 hả? Dạ. Thì cái bánh đựng chín nó bỏ dừa vô. Em đi về nữa. Làm cái bánh này mất khoảng bao lâu? 5 phút không? Nếu mà cái chảo nó nóng, đóng nhiệt nóng khoảng đó 2 phút rồi xong với bằng cái một bộ bánh. Đủ ăn bánh này không? Bánh này ngon nhất luôn á. Bánh này phải có nghề mới làm được. Dạ. Thôi em theo ông ngoại khoảng cả 100 nửa năm là một năm là em biết làm rồi. Thành nhà.
là bánh cuốn hồi xưa á, dạng như mấy người mới bây giờ nó có mấy cái hàng nó bán bánh ấy nhưng mà nó nhỏ hơn đúng rồi anh, đúng rồi anh nói đúng, cái đó là mình nó học theo bánh của hàng vậy đó, nhưng mà không ngon bằng này. Lấy cho một cái rồi cắt cắt một miếng cho mày đang rồi. Đó, nghệ thuật làm là phải nghệ thuật vậy nè, phải biết đổ chứ không. Cắt một phần cho nó nè. Cho nó một phần ăn trước đi. Tú ăn hay Tú? Cầm móng luôn. Ăn thử cái ngon không? Nóng không? Bánh mới ra lò luôn mà. Bánh này nó ăn nóng ngon hơn. Vừa ăn vừa coi than này thì bao lâu nó hết rồi. Than này bán cỡ nướng nghĩa là cũng than nghĩa là bán cỡ mấy bánh nửa tiếng sau thì là bán cỡ 6 cái bánh. Mà ngày bán được nhiều không? Dùng em ngày bán được phải cỡ 3 mấy cái à. À. Vậy là được rồi. Cũng qua sống sống qua ngày thôi. Sống gì? Mấy cái này khách nước ngoài thấy nó thích đó. À là cái này mình làm cái khuôn trước kìa ha. Dạ. Cái xong cái là bỏ thêm cái nữa nó chụp vô. Rồi anh lấy cái khuôn này mấy đời rồi. Cái khuôn này lên 3 đời rồi. Khuôn này 3 đời rồi. 3 đời. Đổ này phải biết cách đổ. Nhìn mấy cái đồ này là biết lâu rồi đó. Nhìn cái khuôn này là thấy là cổ. Rồi ngoại rồi tới mấy ông cậu bán máy xong rồi ông bán rồi đưa em máy. Đâu, đưa rồi. Quất. Đó không? Cái nữa không? Chút về nhà ăn tiếp ha. Để
coi đổ hết cái bánh này tính tiền bây giờ. Bánh này anh ăn không hết, anh bỏ ngày mai cũng được, có tủ lạnh đó. Cái ngày mai nó cũng dạng như vậy, nó không cứng, nó không có dai. Ủa mà hay đứng ở đây bán hay là đứng ở đâu? Em 10 giờ em đậu lại bán. Em bán đây gần ở đây là 10 năm rồi đó. Còn bán đấy 10 giờ đậu tới 1 giờ rồi em đi xuống cái đường này xuống Ngô Quyền. Dưới Dư Phương rồi. Em bán ở khu này không à? Tối thì đứng ở đâu bán? Em bán là khoảng cỡ chiều 3 giờ em nghỉ. Chiều 3 giờ nghỉ hả? Hết bột là không quậy thêm. Hết bột luôn anh. Bán hết một thôi gì? Trong vòng em ngày bán được có 2 xô nè thôi. Ngày bán 2 xô thôi hả? Thì bán hết bột rồi thôi chứ không có pha thêm hay gì hết. Không, ở nhà làm sẵn rồi. Nhà làm sẵn. Làm sẵn đem theo bán mình đổ thôi. Tú lấy tiền cho cậu Dương ở đó. Cầm bớt cho cậu Dương. Rồi, trả tiền luôn, gói cái đó lại. Rồi, rồi. Cái áo. Rồi. Cái bánh này anh đăng lên Facebook đó cũng có nữa anh. Xe này là bán ở đường Nguyễn Duy Phương 10 giờ đúng không? 10 giờ rưỡi anh. 10 rưỡi. Anh đậu ở đây rồi. Để mọi người biết ăn ra. Facebook luôn hả? Có với em cũng đăng lên mà. Có người á. Ở nước ngoài ăn xong có đăng lên luôn. Này nó nóng lắm á ha. Này là nó cứ giữ nhiệt hoài luôn. Giữ lại luôn cho nguội nguội cái đó. Này nó cứ giữ nhiệt hoài luôn, cứ nó nguội cái là phải đợi 15 phút sau mới cái chảo nó nóng lại. Nó cho để tắt rồi. Làm bánh quen kiếp cũng nghệ thuật. Quen tắt cả rồi. Hương nghề vậy đó anh. Đúng rồi, yêu nghề. Làm này nó cũng hay á. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều. Rồi. Facebook hả? Lên báo công an hả? Biết không? Giờ mình là đưa lên báo công an, bán buôn béo lắm chứ người được. Video của mình đến đây xin được tạm dừng nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.